Các khóa học trên trang luôn đảm bảo tiêu chí, chi tiết đầy đủ các kiến thức cơ bản và nâng cao, luôn bám sát với sự thay đổi của Bộ Giáo dục. Khóa học trên tuyển sinh 247.com vừa cung cấp kiến thức nền tảng, vừa rèn luyện kỹ năng, giúp học sinh có hành trang vững chắc, phương pháp làm bài nhanh chóng để các em luôn tự tin trong quá trình học tập cũng như trong các kỳ thi. Đội ngũ giáo viên giỏi, nhiệt tình, dặn dày kinh nghiệm, hệ thống bài tập phong phú, luôn có bài kiểm tra đi kèm đáp án chi tiết để các em rèn luyện sau mỗi bài học, giúp tăng điểm số trên lớp. Giáo viên hỗ trợ, đội ngũ mốt tận tình chu đáo, luôn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của các em trong quá trình học tập. Học sinh có thể học bất kỳ khi nào và bất kỳ ở đâu thông qua video bài giảng với thầy cô, xem đi xem lại vô cùng tiện lợi. Học phí vô cùng tiết kiệm mà hiệu quả mang lại cao. Các bước để đăng ký khóa học trên tuyển sinh 247.com. Bước 1 là đăng ký thành viên. Có hai cách để đăng ký thành viên. Các em có thể đăng ký thành viên ở góc trên và bên phải của màn hình hoặc sử dụng tài khoản Facebook để đăng ký tài khoản. Học thử miễn phí, các em hãy click vào ô học thử miễn phí ở lớp hay môn mà các em quan tâm để trải nghiệm những bài giảng miễn phí cùng thầy cô. Bước 3 là nạp tiền vào tài khoản và đặt mua khóa học. Các em có hai cách để nạp tiền vào tài khoản. Cách thứ nhất là chuyển tiền qua ngân hàng thông qua một trong các phương thức như qua cây ATM tại quầy ngân hàng hoặc dịch vụ Internet Banking. Danh sách ngân hàng các em xem chi tiết ở mục nạp tiền trên trang nhé. Và chú ý rằng với tất cả các hình thức nạp tiền ngân hàng, các em sẽ được tặng thêm 10% giá trị tiền nạp. Cách thứ hai là sử dụng dịch vụ thu tiền tại nhà. Với hình thức thanh toán này, các em đăng ký khóa học trên trang thì sẽ được gửi mã kích hoạt tới địa chỉ nhà qua đường chuyển phát nhanh, gửi tiền trực tiếp cho nhân viên giao mã. Đối với hình thức này, các em vui lòng đợi từ 3 đến 5 ngày, nhân viên bưu điện sẽ chuyển mã kích hoạt tới tận nhà cho các em. Và sau khi nạp tiền xong thì các em vào click đặt mua khóa học và bắt đầu ngay chương trình học các em nhé. Một bí kíp nho nhỏ dành cho các em đó là các em nên mua khóa học qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vì các em sẽ vừa được tặng thêm 10% số tiền nạp vào, vừa có thể mua khóa học luôn mà không phải chờ đợi. Cuối cùng thì chị xin chúc các em thành công và hẹn gặp lại các em trên tuyển sinh 247.com nhé. Nếu cần hỗ trợ thêm, các em có thể liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 6947 hoặc số máy bàn 024 7300 7989. Thời gian hỗ trợ từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày để được giải đáp một cách nhanh nhất.